Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Unitune. Trong video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn bộ cờ lê vòng miệng tự lắc của KSTune có model 503-4860. Bộ cờ lê thì gồm 18 chiếc, dải thao tác từ 8 cho đến 19mm. Điểm đặc biệt của bộ cờ lê này thứ nhất là dòng Gimblet. Đây là dòng cao cấp của KSTune. Thứ hai, đầu tròng có thể xoay được 180 độ, kết hợp được với lại đầu pít vuông gắn thêm với lại đầu khẩu. Và cái thứ ba là kết hợp được với lại đầu bit có gắn bit vặn. Thì đây chính là ba điểm nổi bật của bộ cờ lê này. Bộ cờ lê thì được đựng trong chiếc hộp nhựa đen chống sốc của KSTune. Đây chính là bên trong của bộ cờ lê. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, gồm 12 chiếc cờ lê vòng miệng tự lắc, tương đương với dải từ 8 đến 19mm. Đây, mình sẽ lấy size to nhất ra để cho các bạn xem được rõ hơn. Đây là cờ lê vòng miệng tự lắc size 19mm. Có thể xoay được một góc, có thể xoay 180 độ. Đây là dòng Gimblet được in. Dòng Gimblet thì được in trên thân. Về bề mặt cấu tạo cơ khí thì được làm bằng một cách rất là hoàn thiện với chất lượng cao nhất. Mình ví dụ như là thân cờ lê đi. Loại thường thân cờ lê thì được làm thẳng đứng. Còn dòng này thì có các cái điểm uốn lượn giúp cho việc cầm nắm thao tác được dễ dàng hơn. Về cấu tạo vật liệu thì như nhau, đều làm bằng thép hợp kim, tôi rèn theo công nghệ luyện kim độc quyền của KSTune, rất là bền và đặc biệt thì bề mặt có cái độ hoàn thiện cao hơn. Nhìn qua là chúng ta có thể phân biệt được. Sang đến ngàm miệng trước, ngàm nghiêng so với thân một góc là 15 độ. Thiết kế thì rất là tinh tế và tỉ mỉ, đạt theo tiêu chuẩn của châu Âu, đây là tiêu chuẩn chung. Cho cái khả năng ôm cũng như là bám ốc rất là sát và chắc. Rồi, giờ mình sẽ đi sang phần đầu tròng. Phần đầu tròng này thì có rất là nhiều các cái điểm đặc biệt. Thứ nhất, đây chính là đầu tròng tự động hay còn gọi là tự lắc. Thứ hai là ngàm tròng của mình này có thể xoay một góc là 180 độ, xoay lắc một góc 180 độ. Có chốt để khóa cứng ngàm. Đây là chốt để khóa cứng ngàm. Mình có thể thao tác ở nhiều góc như là góc thẳng hoặc là nghiêng, thích hợp trong những cái không gian mà hẹp, sâu. Như đây thì mình có thể vặn một góc 90 độ. Như cờ lê tự lắc bình thường mà không có cái phần khóa cứng như thế này thì khi mà mình thao tác nó sẽ không giữ đúng những cái vị trí mà mình mong muốn. Mình thấy cái chiếc cờ lê này thì rất là tiện lợi và thông minh. Điểm đặc biệt thứ ba chính là đầu tròng có thể kết hợp được với lại đầu bit vuông. Mình có 3 đầu bit vuông, 3 size khác nhau. Và bây giờ thì mình sẽ kết hợp với lại size lớn nhất. Mình đang sử dụng là cờ lê vòng miệng tự lắc 19mm. Mình có thể chuyển thành như một chiếc tay vặn nhanh để kết nối với khẩu một cách rất đơn giản. Đây, mình đã kết nối giống như chiếc tay vặn nhanh. Và giờ mình sẽ kết nối với khẩu cho các bạn xem. Giống như là tay vặn nhanh thì mình cũng nhấn vào cái núm đen ở giữa để mình kết nối với lại khẩu. Khẩu này mình đang sử dụng chính là khẩu 12 point. Cái này thì mình không thể đào chiều đơn giản giống như là tay vặn nhanh, mình chỉ cần gạt nẫy là nó sẽ tự đào chiều. Cái này thì mình sẽ phải thêm một cái thao tác nữa là mình sẽ lắc ngược lại chiều của nó. Đây, như vậy thì mình đã đảo lại chiều vặn của cờ lê. Và bây giờ thì mình sẽ thao tác thử với lại con ốc.
mình đã chuẩn bị sẵn. Ứng dụng rất là hữu ích trong những trong cái vị trí không gian hẹp, khó. Mình cũng có thể là pha cứng và vặn theo chiều này đều được. Mình sẽ vặn vào. Cái này mình ứng dụng trong vị trí đó hẹp. Tiếp theo là đến khi mà mình làm thì mình sẽ nhấn vào đây thì để nhỏ khóa ra. Rồi, ngoài kết hợp với lại đầu bit vuông ra thì mình còn kết hợp được với lại đầu bit có gắn cái bit vặn, cũng có 3 size khác nhau. Mình có thể gắn trực tiếp cái đầu bit vặn vào đầu 6 cạnh ở đây. Mình sẽ dùng với lại cờ lê 10mm. Kết nối cũng rất đơn giản, giống như là bit đầu vuông. Mình đã chuẩn bị sẵn một cái hộp đầu vít, có sẵn rất là nhiều các cái đầu vít khác nhau. Mình sẽ lấy thử một cây và mình kết nối trực tiếp. Đây là phần đầu này có giải là 1/4 inch. Vít này là chính là vít dẹt. Mình có thể vặn trực tiếp vào con ốc vít. Tương tự như vậy thì đây là mình đang xoay theo chiều bên trái. Chúng ta muốn xoay theo chính cái chiều ngược lại là chiều bên phải thì mình sẽ đổi đầu lại với nhau thì mình có thể xoay được. Tương tự với hai con vít còn lại thì mình cũng làm tương tự như vậy. Tại bộ cờ lê vòng miệng tự lắc của KS Tool này nhà mình vẫn đang có sẵn hàng tại kho, và các bạn có thể biết thêm chi tiết các cái thông số về cờ lê hoặc là giá của bộ cờ lê này thì các bạn có thể bình luận ở phía dưới video này hoặc là gọi điện đến hotline 0961 172212. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.